Quý khán giả thân mến, góp phần mang đến cho người Cần Thơ sự trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn từ thính giác đến thị giác. Với chủ đề Sonorang, vũ điệu âm thanh gồm các điệu valse, tango, hành khúc, buổi qua nhạc Cần Thơ Crescendo năm 2023 đã được diễn ra với sự tham gia biểu diễn của 11 nghệ sĩ đến từ nhạc viện và nhà hát giao hưởng thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chương trình còn giới thiệu 9 nghệ sĩ trẻ tài năng đến từ thành phố Cần Thơ. Quý vị và các bạn thân mến, phía sau của Như Ngọc đây là sân khấu chuẩn bị cho buổi quà nhạc Canto Crescendo năm 2023. Đây không chỉ là nơi dành cho những người yêu âm nhạc, mà hoạt động này còn mang một ý nghĩa nhân văn. Đó là gì? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Như Ngọc tìm hiểu ngay sau đây. Gốc Cần Thơ và tôi muốn phát triển những cái hoạt động văn hóa nghệ thuật tại thành phố quê nhà, và quan trọng nhất là tại Cần Thơ có một cái lực lượng giảng viên âm nhạc rất là trẻ, những cái bạn đang du học về âm nhạc ở nước ngoài và có những bạn đã đạt được chứng chỉ piano quốc tế, thì những bạn này là một cái lực lượng tiềm năng để mà thay tôi tổ chức những cái buổi hòa nhạc cho cộng đồng tại Cần Thơ. Âm nhạc nó là một cái phương tiện giáo dục rất là tốt, đem lại một cái sự hưng phấn cho tinh thần, và khi các bạn mà thưởng thức nghệ thuật càng nhiều thì các bạn có cái năng lượng để mà làm việc tốt hơn, học hành tốt hơn. Đây là lần đầu tiên mà em được thưởng thức một cái buổi hòa nhạc giao hưởng trực tiếp hoàn toàn. Còn đa phần thì trước đây em chỉ xem qua được các video từ YouTube hoặc là kênh truyền hình thôi. Em nghĩ đây là một cái hình thức giải trí rất là mới mẻ và có ích cho người dân Cần Thơ nói chung cũng như là giới trẻ ở Cần Thơ nói riêng. Tại vì cái hình thức hòa nhạc này nó sẽ giúp cho các bạn trẻ tìm hiểu thêm một cái cách thưởng thức âm nhạc mới. Bên cạnh những cái buổi concert hoặc là những cái buổi nhạc pop hiện đại, thì đây là một cái hình thức rất là mới giúp cho các bạn có thể tìm hiểu thêm về nhạc cổ điển cũng như là cái cách tổ chức, cái cách vận hành một cái buổi hòa nhạc giao hưởng. Âm nhạc cổ điển không phải là loại âm nhạc quá bác học, quá khó nghe hay khó cảm thụ, mà trên hết là nó hướng tới cái đẹp, cái hoàn thiện nhất, và nó đem lại cảm xúc cho con người, nó thể hiện được hết thế giới nội tâm của con người. Như dự định ban đầu của em thì nếu chương trình có lợi nhuận thì em sẽ gửi cho các tổ chức từ thiện, vì em quan niệm là mình làm bất cứ ngành nghề nào mình cũng có thể đóng góp cho xã hội, thì âm nhạc cũng như vậy. Chương trình đã góp phần mang lại những giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc của dòng nhạc cổ điển, lan tỏa tình yêu âm nhạc, giới thiệu tài năng của các nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh và nghệ sĩ trẻ Cần Thơ đến với công chúng. Đồng thời, lợi nhuận sau chương trình cũng sẽ được đóng góp đến các tổ chức từ thiện, giúp liên kết những tấm lòng hảo tâm của các nghệ sĩ đến gần hơn với cộng đồng.